Ngày hôm qua, giới chức y tế Trung Quốc thông báo đã xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9. Các ca nhiễm mới được ghi nhận tại các tỉnh Giang Tô, Phúc Kiến và Quảng Đông của nước này. Trường hợp đầu tiên là nam giới 35 tuổi đến từ thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Người này được xác nhận là nhiễm bệnh tối 28 tháng 3 và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Một cụ ông 72 tuổi đến từ thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến cũng được xác nhận là nhiễm cúm H7N9 ngày 28 tháng 3, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này trong năm nay lên 17 người và 5 người trong số này đã tử vong. Trong khi đó, một phụ nữ 55 tuổi đến từ huyện Bắc La, tỉnh Quảng Đông cũng nhiễm bệnh và đang trong tình trạng nguy kịch. Kể từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã phát hiện hơn 120 trường hợp nhiễm cúm H7N9, trong đó ít nhất là 36 ca đã tử vong.